Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn diễn ra theo chiều hướng rất tiêu cực. Đã có thêm hàng loạt địa phương hứng chịu các trận lũ lụt lịch sử. Cùng với đó là thiệt hại lớn chưa từng thấy về người và của. Trong bối cảnh nguy hiểm như hiện tại, đập Tam Hiệp đã buộc phải xả lũ liên tục. Tân Hoa Xã cho hay, trận lụt đầu tiên trong năm ở sông Dương Tử đã xảy ra ở thượng nguồn, khi hồ chứa đập Tam Hiệp chứng kiến dòng chảy hơn 50.000 mét khối mỗi giây vào lúc 2 giờ chiều từ ngày thứ Năm. Sau đó, mức ghi nhận được là hơn 60.000 mét khối trên giây. Đến chiều ngày Chủ nhật, các nhà chức trách của Trung Quốc tăng cường tuần tra đê và cống xung quanh sông Dương Tử, sông Hoài và Hồ Thái Hồ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lụt bão. Văn phòng Cơ quan chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc kêu gọi nỗ lực lập kế hoạch tuần tra chi tiết và thực hiện các cuộc tuần tra 24 giờ trên các đê và công trình quanh sông và hồ. Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết sẽ tiếp tục điều động lực lượng cứu hộ và phân bổ nguồn cung cấp cho các vùng bị lũ lụt để cứu trợ thiên tai. Trước đó, Bộ Khẩn cấp và Bộ Tài chính của Trung Quốc đã dành khoảng 23 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 2,84 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp ở Hồ Bắc, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Trong khi đó, các trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 4 người chết và ảnh hưởng đến hơn 140.000 người ở khu vực nằm theo thượng nguồn sông Dương Tử. Cơ quan kiểm soát lũ địa phương cho hay khoảng 3.320 người đã được sơ tán, khoảng 515 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 178,7 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Trận lụt đầu tiên ở sông Dương Tử đã đi qua Trùng Khánh vào ngày thứ Bảy. Nước tại trạm thủy văn Kunstan đã cao hơn 1,26 mét so với mức cảnh báo, nhưng hiện tại đang từ từ rút xuống. Chính quyền thành phố đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giao thông tạm thời ở các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử để đảm bảo an toàn giao thông trên sông. Hãng Bloomberg đưa tin Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trong bối cảnh một đợt lũ thứ hai vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử, cơ quan chức năng quyết định cho đập Tam Hiệp dành sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Nam trong 3 ngày. Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều sông, bờ hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 1,5 triệu người đã phải di rời trong tháng qua tại các khu vực ven sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á. Với khoảng 99 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, lở đất kể từ tháng 6 vừa qua. Ước tính đợt mưa lũ này đã gây thiệt hại lên đến 92 tỷ nhân dân tệ với hơn 1,9 triệu hecta mùa màng bị ảnh hưởng. Dự kiến hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ hứng thêm lưu lượng nước khoảng 60.000 mét khối trên giây. Mực nước hồ đã đạt 155,64 mét vào ngày thứ Hai vừa qua, giảm so với 159,18 mét vào tuần trước. Trong khi đó, mực nước tối đa của hồ là 175 mét. Tờ China Daily dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp khẳng định con đập lớn nhất của Trung Quốc hiện tại vẫn an toàn. Giám sát an toàn là một phần của dự án. Các thiết bị giám sát đã được lắp đặt trong đập vào đầu những năm 1994 để đo lường tình trạng hoạt động của đập một cách kịp thời và chính xác. Khoảng 12.000 thiết bị đã được lắp đặt vào cuối tháng 6, bao gồm ở các tòa nhà, nền móng và sườn dốc để theo dõi sự biến dạng rò rỉ, áp lực rò rỉ, động đất mạnh và các tình huống khác. Công tác kiểm tra thủ công cũng đã được thực hiện để đảm bảo an toàn. Trả lời nghi vấn về việc xả nước liên tục từ hồ chứa đập Tam Hiệp năm nay đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Đại diện tập đoàn cho biết xả lũ không có nghĩa là hồ chứa không đóng vai trò kiểm soát lũ. Vào ngày thứ Bảy vừa qua, dòng chảy của hồ chứa đập Tam Hiệp đạt khoảng 53.000 mét khối mỗi giây theo lệnh chỉ đạo từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc. Khối lượng nước phải xả được kiểm soát ở mức 35.000 mét khối mỗi giây. Vào thời điểm đó, 34 tổ máy của nhà máy thủy điện Tam Hiệp đã hoạt động hết công suất. Với lưu lượng khoảng 31.000 mét khối mỗi giây, dòng chảy còn lại khoảng 4.000 mét khối mỗi giây được xả qua đập tràn. Mặc dù việc xả lũ đang được tiến hành, nhưng tổng lưu lượng 35.000 mét khối mỗi giây vẫn nhỏ hơn dòng chảy khoảng 60.000 mét khối mỗi giây. Có nghĩa là dự án vẫn đóng vai trò kiểm soát lũ. Việc trữ nước lũ của hồ chứa đã giảm áp lực kiểm soát lũ của Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh Giang Tây. Thưa quý vị, những cơn mưa lớn chưa từng có trong lịch sử đã nhấn chìm hàng loạt địa danh tham quan nổi tiếng của Trung Quốc. Rất nhiều thị trấn hàng ngàn năm tuổi đã chìm trong nước biển, kéo theo sự xót xa của người dân địa phương và những người chứng kiến. Sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã thông báo đỉnh lũ thứ hai đang tác động tới thượng nguồn sông Dương Tử,
Lũ lớn cũng dồn về sông Gia Lăng, phụ lưu của sông Dương Tử gây ngập lụt ở Cổ Trấn, Từ Khí Khẩu và ngập sâu ở các khu vực thấp thuộc khu đô thị Trung Khánh. Trong đó có khu vực ngã ba sông Triều Thiên Môn, nơi dòng sông Gia Lăng hòa với dòng chảy của sông Dương Tử. Thời báo Kinh tế của Hồng Kông thông tin, từ 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, mực nước tại trạm thủy văn Kutan ở Trung Khánh đã tăng lên 177,5m, lần đầu tiên vượt mức báo động trong mùa lũ năm nay. Điều này cũng có nghĩa là trận lụt lớn trong năm nay cho tới thời điểm hiện tại đã xảy ra tại Trung Khánh. Nước lũ ngập tại nhiều địa điểm ở Triều Thiên Môn gây ngập sâu đến tàu Triều Thiên Môn và có nước lũ dâng tới giữa lối vào quảng trường Thiên An Môn. Trong đợt mưa lũ năm nay, Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia của Trung Quốc thống kê có hơn 400 di tích văn hóa gồm các cây cầu cổ, các công trình và tòa nhà lịch sử ở 11 tỉnh thành bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, khiến năm nay trở thành năm tồi tệ thứ hai đối với các khu di tích của Trung Quốc. Cơ quan Bảo vệ lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Phù Lăng của Trung Khánh đã thông báo sông Gia Lăng và thượng nguồn sông Dương Tử đang chứng kiến đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Mực nước lũ quanh khu vực Trung Khánh đang tiếp tục dâng cao. Ngoài Trung Khánh, thành phố Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc nằm trên sông Queen, một nhánh sông Dương Tử cũng bị mưa lũ lớn trong nhiều ngày. Giới chức của Trung Quốc cho biết lũ lụt đã khiến 7 người chết và 135.000 người ở thành phố Ân Thi bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày Chủ nhật tới. Đợt lũ này được đánh giá là trận lụt lớn nhất từng thấy trong năm nay, ảnh hưởng bởi đập Tam Hiệp. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ thường xảy ra những trận mưa lớn nhất, vốn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Thưa quý vị, tại sao trong những ngày qua, nhiều địa phương của Trung Quốc lại hứng chịu những cơn mưa lớn đến như vậy? Liệu những tình hình thời tiết bất thường nào đã kéo theo hàng loạt thiên tai chưa từng có trong lịch sử được ghi nhận? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến 19,68 triệu dân tại 19 tỉnh thành ở Trung Quốc bị ảnh hưởng từ đầu tháng 7 đến giờ. Từ giữa tháng 7, Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc MEM đã thông tin có khoảng 1,7 triệu người đã phải sơ tán. Lũ lụt đã làm thiệt hại khoảng 110.000 ngôi nhà và sẽ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 6,79 tỷ đô la Mỹ. MEM cho biết trong số những tỉnh bị thiệt hại nặng có Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Theo một số chuyên gia, Trung Quốc thường xảy ra mưa lũ vào hè. Những hành vi của con người và những lý do liên quan đến khí hậu góp phần khiến mưa to và kéo dài hơn tại một số khu vực. Một chuyên gia tại Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc đã chia sẻ hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với không khí lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục tại lưu vực sông Dương Tử. Cũng theo vị chuyên gia này, một lý do khác là biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những chuyên gia khác cho rằng hành vi của con người như khai hoang đất và xây đập trong nhiều thập kỷ qua cũng góp phần khiến lũ lụt thêm nghiêm trọng. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài con số thống kê khủng khiếp về tình hình mưa lũ đã gây ra thiệt hại nhiều cho địa phương của Trung Quốc. Bên cạnh các nỗ lực cứu trợ thảm họa ngay lập tức, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng và xây dựng các năng lực mới vì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng dần tần suất và quy mô những trận lụt như hiện nay. Trang SNA dẫn lời các nhà chức trách cho biết nước ở hơn 300 con sông dâng lên các mức nguy hiểm từ đầu tháng 6 với hơn 20 sông dâng cao chưa từng thấy. Tính đến giữa tháng 7, gần 28.000 người ở 24 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với 99 người chết hoặc mất tích, con số này chắc chắn còn tăng cao. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc xác nhận khoảng 1,7 triệu người đã phải di rời, hơn 18.000 ngôi nhà bị sập với thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,8 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó, khoảng 1,5 triệu người phải sơ tán, 100 triệu người cần hỗ trợ khẩn và hơn 170.000 hectare cây trồng bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng gần 25% lên hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Hà là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc sau Dương Tử. Mưa lũ thường xuyên xảy ra và nghiêm trọng đến mức mọi người gọi đó là nỗi đau của Trung Quốc. Trong số 10 trận lụt thảm khốc nhất thế giới 100 năm qua thì có tới 7 trận ở Trung Quốc, 5 trận ở Dương Tử và 2 trận ở Hoàng Hà. Trên thực tế, trận lụt nghiêm trọng nhất thế giới đã xảy ra ở các con sông Dương Tử và Hoàng Hà. Năm 1931, sau 2 năm hạn hán, mưa cực lớn ở lòng trào sông Dương Tử, đông người sinh sống đã góp phần gây nên thảm họa này. Hơn 2 triệu người đã mất mạng trong trận lũ này, kéo theo dịch bệnh và tình trạng suy dinh dưỡng. Ước tính có khoảng 40% dân số của Trung Quốc bị ảnh hưởng và phải bỏ nhà cửa với tình trạng biến đổi khí hậu, làm nảy sinh nhiều loại tình hình thời tiết bất thường. Những nước như Trung Quốc sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với thiên tai. Tác động của đợt lũ lụt mới nhất cho thấy những hậu quả thiên tai nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong 4 tuần qua, 4 thành phố gồm Hà Ninh, Kinh Châu ở Hồ Bắc, Nam Sương và Thượng Nhiêu ở Giang Tây đều ban hành báo động khẩn cấp ở mức cao. Riêng ở tỉnh Giang Tây, hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 350.000 người phải sơ tán. Tuy nhiên,
thời kỳ lũ lụt nguy hiểm nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Kinh nghiệm đã qua cho thấy, các trận lụt lớn và nghiêm trọng nhất thường vào cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. Đợt lụt mới nhất và tàn khốc ngang ở trận lụt lịch sử ở vùng Trung và Hạ nguồn sông Dương Tử năm 1998, kéo dài từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 9. Cơn thiên tai khi đó đã gây đảo lộn cuộc sống của 180 triệu người và làm 10 triệu ngôi nhà bị hư hại. Trước đó, ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, mực nước đã tăng lên 19,6 m, cao nhất trong lịch sử. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!